Anh em bây giờ sẽ thì lâu quá mình muốn đi quay clip này. Ok, bây giờ mình sẽ đi lên lầu mình cho anh coi anh em của mình nó đang ngủ nghe nè. Đi đi mình không phòng của mình đây anh em. Cho nên thấy gọn không? Đấy, mình mới dọn đó nè. Đấy. Cái cây mình mới mua đây nè. Cây này là cái cây dựng máy quay của mình để mình đi quay top top đó làm idol đứa trẻ đấy. Ok, bây giờ mình sẽ đi đi mưu cho anh em. Đây là sợi bông gội đầu của mình. Mình mới nhập từ Nhật Bản về nè, xong mình đi đi buôn bán đấy, thích chỗ nào bán chỗ đó. Ok, đây là quần áo của mình để đi quay nè, đây là bộ di lông của em gái mình. Ok, bây giờ mình sẽ lên coi anh em mình đang làm gì trong. Thì lâu quá mình không ra clip Út Nghĩa Phượng nữa nè. Đây là Út Nghĩa Phượng đến từ Nhật Bản của giới giới thiệu đây. Chơi mãi nè, khoan mình sẽ review Út Nghĩa Phượng luôn nha nè. Út Nghĩa từ Nhật Bản về xong chân mày ở Nhật Bản luôn nha nè. Chân mày lớn luôn. Ok anh em. Anh em ở trong mình đi quay anh em cho. Đây là nhà em gái mình nha nè. Nó đây còn là chị gái mình, nó đang xức kem nè mà. Biến nha. Đấy. Con gái là phải điệu như thế này. Mới trái thích các bạn. Đây còn đây là em gái ngốc nghếch của ta nha nè. Trong phòng của mình thì có như đây thôi. Đấy. Nó đang tự sướng làm đẹp á anh em thấy không? Nè. Xức kem nè không? Đấy. Để cho anh em coi nhỏ lùn má tứ. Anh em nó đang bị ú về đó. Anh em đi làm á anh em, không chịu lấy quạt thì tự chứ. Gái á. Anh em. Đây là nhỏ lùn nha. Cái gói của tao nè. Cái gói của bếp trưởng nha. Ố không phải. Cái gói của hiệu trưởng. Mà học sinh dám lấy trời anh em, mình sẽ quay học sinh này bố láo lắm anh em à. Ủa sao nào? Đủ quá đi nha. Lộn đâu rồi. Lộn quá mày. Đồ bếp trưởng đang ngủ rồi đi. Lộn. Bếp trưởng là nó đấy, anh em nó bị vậy kìa anh em ơi. Đủ đỉ mẹ mày. Nó chửi kìa. Nó chửi mày. Này nó bố láo lắm nè. Đấy. Kiểu nó bị... Bỏ nó đi à, đi mày. Anh em của mình nó có vậy thôi nè. Anh em coi mình đứng quay chừng nào điện thoại mình nó hết trung lượng thôi. Nè nè, ê nó nè nè. Vô mũi vô mũi. Nè nè, mình sẽ quay lùng cho anh. Ê cái ngõ tao xuất ra cái này nó hơi bị ủ về các bạn. Cái này nó hơi hài là quay cho anh em coi. Ê tư ê đuổi quá. Có đi ra nha, mà đi ra từ quỳ của nói gì đi khán giả cái mới tao đi ra được. Ấy ui mày chơi quá. Nó đánh mày rồi. Rồi xong quá cỡ rồi. Ma quỷ sướng á. Ấy ui. Đây, tem của mình có như đây thôi. Mình sẽ ra ngoài Sài Gòn đi cho anh em coi. Hay, đây là shop mình có bán quần áo luôn nha anh em. Ok nè, mình sẽ review quần áo cho anh em coi. Đây là khăn mình mua ở siêu thị ở sau đây nè anh em, siêu thị gì cũng biết luôn. Khăn này mình mua cái 300 mấy nha. Áo này thì áo rẻ 200 mấy à. Quần này thì đặc sản Việt Nam 500 ngàn. Quần này là quần của nữ. Áo này là áo của nữ luôn nha nè. Mình sẽ đi quay, mình phải ra đây mình phải xây cái đầu 1, 2, 3 cái. Ok, mình sẽ review cây cối luôn nha anh em. Shop mình ở trên có bán cây cối luôn. Cái này người ta kêu cây gì thì các bạn cứ review dưới cho mình nha. Các bạn cứ comment ở dưới để mình biết, để mình kêu nó nha. Cái này là cây bông bụp nha anh em. Đây, anh em coi lá nè. Lá bông bụp nha. Còn đây là cây ớt hiểm nha anh em. Đây, đầu bếp trưởng của mình trồng đó. Đầu bếp trưởng mình thích trồng cây. Mà đầu bếp trưởng mình trồng cây mà bị chuột ăn không à. Thôi mình buồn cho bầu bếp trưởng mình đó các bạn. Thì đây, mình cũng xin đi review cho đầu bếp trưởng để... Ủa đùi, để bếp trưởng mình trồng cây nhỏ xíu nữa nè.
biết cây gì không? Cây càng cua đó. Cây. Cái này là cây cốc nha anh em. Cây cốc. Ủa không phải, cây khế nha nè, cây này cây khế. Đây, đấy các bạn thấy không? Đồ em tưởng của mình chơi toàn là cây kiển mà. Ai thích cây kiển á thì cứ comment ở dưới để mình kêu đầu bếp trưởng mình bán cho nha. Đấy, anh em thấy không? Đầu bếp trưởng mình là trồng toàn là cây gì không ạ? Đây là cây ăn quả nha các bạn. Đấy, đây là quả cốc. Đầu bếp trưởng trồng sợi mình nâng cấp ăn đó các bạn, đây là trồng là phải ở đây có trái hai ba trà bả trái bự được để ăn được. Mình sẽ xin đầu bếp trưởng trong clip này luôn. Đây là trái cốc đến từ Nhật Bản nha. Hello anh em đã với bến cái cây cốc của mình. Có lẽ là cây cốc mình ở bà biết chữ rồi. Mình đi review thì cũng rất là nhiều anh em. Đây là cây cốc. Cây cốc này các bạn nào mà ăn bánh xèo á, đi kiếm lá cốc ngon ngon gì bể ăn nha, ngon lắm anh em. À, lá cốc nè, lá xoài nữa anh em muốn ăn bánh xèo hoặc là các bạn cuốn bánh vàng á, các bạn đi kiếm lá cốc nè. Giờ mình các bạn nói là lá cốc ăn cũng được đúng không? Mình sẽ kiếm lá nào nó tươi, nó kiểu nó còn non mình bể cho anh em coi. Đây lá cốc nha anh em, lá cốc nha, để mình coi có sâu ăn vô có sâu là chết luôn. Đây anh em nha, lá cốc nha. Ăn vô có mùi cốc ngon. Cái này là bà bếp trưởng chỉ mình đó. Đây giờ mình sẽ vô ngon. Ngon. Cốc dưới bưởng mình đang tắm ở trong. Cốc dưới bưởng không chửi đâu. Tao biết chửi mới chửi vậy. Tao biết chửi mình gõ cửa là chỗ chửi chơi lấy nước tạt luôn nè. Ăn cốc xong chín miệng á, à mình đi xúc miệng á. Đây, xà bông này bên shop mình có bán nha. Anh em nào có gọi xà bông này thì cứ comment ở dưới cho mình để mình chuyển cho anh em nha. Ủa nó ra xà bông hết rồi. Ok, bây giờ mình sẽ giấu xà bông để tối mình còn gội đầu nha. Cái đồ tay mình nó còn nhớt nhớt chứ xà bông nè. Thơm nó xà bông này. Ấy. Mày thấy tóc mình không đẹp không? Mình là ca sĩ nổi tiếng hot nhất hôm nay đó mày. Anh em nào không biết xúc miệng thì mình chỉ luôn nha. Thấy cái tay. Ra, ra toàn là lá cốc. Ok nè, bây giờ mình sẽ vô anh em vô trong phòng. Hả, cũng đi chọc anh em của mình nhiều anh em. Là bữa nào mình anh em nào thích mình chọc cái gì thì anh em cứ comment ở dưới cho mình để mình đi cho anh. Cái gì hù ma luôn nè, tại lính của mình nó trên sợ ma lắm. Mình có mặt nạ ma nè. Shop mình có bán tiền không nha. Anh em nào comment ở dưới mình ship cho 200. 200 này còn có 200 để ăn sáng thôi nè. Là anh em nào thích mình thì comment dưới để mình ship cho. Ok, bây giờ mình sẽ đi đặt cái máy quay chỗ coi. Ok anh em, mình đã đặt máy quay rồi nè. Ok, trung thu rồi thì các bạn có chuẩn bị lồng đèn lồng đi chưa, đúng không các anh em? Không phải chứ, mệt quá. Thôi mình sẽ đi đâu đây. Ok, bây giờ mình sẽ đi review cho anh em coi. Lâu quá mình không ra clip để mình đi review á. Là anh chị nào có lộn trẻ tóc khác. Lâu quá mình không đi ra clip xúc mụn á, anh em thấy mặt mình lỡ không? Lỡ thì anh em comment ở dưới cho mình nha. Mấy clip trước á bạn. Đây nha. Để mình chỉnh cái máy quay cái. Mình còn còn đi mua thêm một cái điện thoại nữa bạn. Mình mua thêm iPhone 15 để mình quay phim nha, cho nó mượn mượn chút. Ok, mình tắt đèn này cho nó ok. Nè, anh em nào không biết chảy tóc chúng mình á, mình chảy, anh em cầm một cây lược, anh em chảy này hai bên xuống, tóc mình nó chưa khô rồi. Hồi nãy mình tính quay clip, tóc mình còn đẹp lắm, ở trong nhà tắm á,
tóc mình nó sẽ xuống như này đẹp lắm. Là mình tính quay anh em mà làm vô trong nó khô luôn anh em. Sống heo sân la chào anh em. Vô vô tao là lọc lao sang đây. Tao đã ăn một chân dồi vậy đó. Ok, tại mình quay clip mình phải mặc áo vô nha nè, áo vô cho nó lịch sự cái đấy. Tính là cởi áo quay cho anh em coi rồi. Ok, rồi mình sẽ làm mặt khô, mình đi với sức kem chỉ mụn để mình còn cua gái trên Sài Gòn đó anh em ạ. À, anh em nào thì muốn ăn rau muống á thì cứ comment ở dưới cho mình nhé, mình ship cho rau muống nha. Đây thì cái này là rau muống nha anh em thấy không, cái này nó bị lỗi nè, mình lấy cái chén sắt mình cạo nó. Rau muống này nó mọc từ dưới tay mình lên nè, thấy không, nó mọc vậy nè. Tự nhiên mình đi hồi nhỏ mình đi bể rau muống vậy nè, bể xong nó mọc thêm rau muống ở trên tay luôn, xong nó dính luôn. Anh em nào biết tìm xâm bắn xó rau muống thì anh em cứ comment dưới để mình đi bắn bỏ nha nè. Giờ mình sẽ lấy mè la mặt. Đấy. Mình sẽ đi kêu anh em, bữa nào mình sẽ ngủ anh em mình nhảy múa lên nha anh em. Anh em thấy em gái của mình á, hồi nãy á, nãy đánh mình á, đó là không phải là nhỏ gì, kêu là em gái của mình á, nó bằng tuổi mình á mày. Còn bao nhiêu người lớn mình, có 2 cái 8 rồi á. Trước khi các bạn đi ngủ thì các bạn phải lau cái đầu của các bạn cho nó khô. Ok, hết nước rồi thì bây giờ nực quá ha, quên nở quạt. Ơ lộn, mà không, ở trong phòng mình không có quạt nha, tại mình hố kia mình có cái quạt, bây giờ mình hết cái quạt rồi. Ok, bây giờ mình sẽ đi mở bật máy lạnh lên nha, bật điều hòa máy lạnh lên để cho anh em coi phòng của mình đó các bạn. Mình đi làm tiền nhiều lắm đấy, làm tiền nhiều lắm, xong mua thêm 2 cái máy lạnh đặt trong phòng để cho nó mát mát nha anh em, ngủ cho nó nóng. Ok, bây giờ mình sẽ đặt điều hòa lên nha anh em. Ok, 1. Mình mua tới 2 cái rồi nè. Đây, 2 cái điều hòa này mình mua vèo vèo cũng khoảng 100 mấy triệu á. Chứ mắc lắm anh em, điều hòa như mắc lắm. Mình cũng không biết đi quay cái gì cho anh em coi, có nhiều đây thôi. Thì ok, sẽ đi vô đâu đây. Chứ sao, đi ngủ là phải tập gym, đi ngủ là phải hít đất nha nè. Đấy. Ok, giây phút em gặp anh là trước khi hít đất thì các bạn phải uống nước vô. Mà hít đất gì mình chưa quay clip mình đi miếng bụng nữa. Ok nè, giờ mình sẽ ngồi trên sofa. Cái chân nên cứ quèn ngồi sofa. Chỗ mình bị tóc tót là ở đây nha anh em. Ở đây nó có năng lượng mặt trời chiếu sáng nè anh em. Năng lượng mặt trời nó ngoài rồi nè. Đấy, nó có năng lượng mặt trời vô cái gì nó chiếu. Ok, giờ cho chỗ đó sáng rồi. Anh em nào comment dưới anh em nào thấy mặt mình đỡ mụn không? À, xuống buổi đục dừa nha anh em. Em nhìn cho kỹ nè, xuống mũi đục dừa.